Hello, chào tất cả anh em ha. Rồi, hôm nay Duy Cái hôm nay lên cho anh em một ít dao anh em ơi, dao với lại máy rửa xe với lại ít công cụ anh em. Đấy, ít công cụ là dao rửa xe anh em ơi. Đấy thì ngày đây lên có nhiêu đây thôi anh em, tại sáng nay. Đó. Đây là hình thức mua bán bên em đây anh em ơi. Đó, thì em giới thiệu luôn. Ship 30k một đơn, trên 150 là bao ship anh em nha. Hàng bên em là hàng thô, em không dọn không mài anh em ơi. Đấy. Em bán sát anh em nha, anh em về tự mày, em ăn lô anh em. Đó, điện 100V thì anh em cọc trước giùm em 30% nha. Đấy, tất cả là điện 100V, có con nào điện 220 hoặc 3 pha là em sẽ nói riêng con đó, còn con này em không nói là sẽ là điện 100V, anh em cọc trước giùm em 30%. Còn lại bao nhiêu, em sẽ gửi hàng về đến nhà, khi nhận hàng anh em kiểm tra đúng hàng của anh em đặt thì anh em thanh toán sau cái phần còn lại, còn nếu mà có sai sót bởi vỡ, nói chung là không đúng như trên video em quay thì anh em cứ gọi lại cho em để em giải quyết ngay lúc đó khi còn shipper đó anh em ơi. Anh em đừng có nhận xong shipper đi rồi em không giải quyết được, anh em thông cảm ha. Và đây là hai số điện thoại của em luôn. Đấy. Và hai cái số nó có Zalo đầy đủ anh em. Anh em nhìn thử coi như là ưng con nào, lô nào thì anh em có mã số ở phía trước, giá tiền phía sau. Đó. Rồi anh em gọi lại cho em để em giải quyết ngay lúc đó luôn ha. Quên. Để em chốt cho anh em theo mã số em ghi lên trên máy nha. Đấy, chốt xong anh em cọc xong rồi em sẽ gửi hàng về đến nhà thôi. Đấy. Rồi. Thì bây giờ em sẽ quay từng con một anh em xem và tham khảo ha. Đấy, thì sáng hôm nay đóng hàng khá là nhiều luôn em. Đây. Đó, bếp từ đi hết sạch sẽ nè, robot bên kia cúp điện bao la luôn em đấy. Hàng đây đời tử nó đang đóng rồi nè, mà nhiều rất là nhiều luôn. Thì coi như là mấy bữa nay mấy anh em thấy ủng hộ em coi như là khá chi là coi như là xuất sắc luôn, rất là nhiều luôn đấy. Thì tiếp tục ngày hôm nay em lên tiếp cho anh em ủng hộ em ha. Rồi thì bây giờ em sẽ quay từng con một anh em xem và tham khảo ha. Đấy. Rồi vô cô lô đầu tiên em ơi, là một em dao cỏ anh em nha. Đấy. Em bán lô anh em ơi, em không có bán lẻ anh em nha. Đấy. Đây, máy em dao tí này anh em. Đó, máy em dao tí này anh em dời 4 con. Đấy. Rí rí không à. Anh em về cọt trái cây đồ linh tinh anh em ơi. Đấy thì cái này dao này toàn bộ là dao thô hết anh em ơi. Em không có mài một cái cây nào anh em ơi. Đấy. Thì đó, bốn cây nhỏ, đây một cây lớn. Đấy. Một cây lớn anh em ơi, một cây. Hai. Này anh này bị gãy cán anh em nha. Đó, 3. Đó, 4. Này ok, cán nó hơi rung rinh rồi anh em nha. 5. Đó, con này thì nori vô đây anh em ơi. Đó, mềm mỉa góc ngay đây nha. Đấy, rồi. Lô đầu tiên, rồi xuất phát điểm lô đầu tiên cho anh em đi. 180k anh em nha. Đấy. 52 180. Mã 52 180k. Đấy. Ok anh em ơi. Đó. Rồi, 53. Là tiếp tục một lô như thế này nữa là có hai con dao nhỏ anh em. 2 4 6 8 10 cây. Đấy, là tổng cộng là 10 cây nhưng mà có hai con dao này. Dao này y như là con dao hai cây nhỏ xới tí ti anh em ơi. Đó, bỏ đi. Rồi, cây này là cây cắt bánh mì IKEA. Cũng ok nha. Đấy. Còn cây này thì cán gỗ nè, thới cầm nó cũng rất là chắc chắn. Đấy. Mấy này cỏ thôi anh em, mài giờ anh em mài lại nha, nó tét cái mũi ngay đây. Còn con này sắt dưa hấu rồi anh em. Đấy. Con này bổ, dao này dao bổ. Em này. Đầu tiên vô đầu tiên thì mấy con lô rẻ rẻ thôi anh em. Đấy. Đây nè. Con này dày, cán hơi xấu anh em ơi. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, lô này hai xị cho anh em 53 200k. Đấy, 53 200. Rồi ok. Rồi tiếp tục lô này, hai con dao cắt bánh mì, một cây lớn, một cây nhỏ, một cây dài, một cây ngắn. Ủa, cái thước gì đâu ta? Một con dao inox sắt anh em nè, mà rất là dài. Đây. Con này rất là dài luôn em. Mấy dao này dao bổ nè, mà 21cm nè. Bản cắt thì coi như là 35. Đó. Rồi, con này Galaxy. À, con này thì dao Thái nè mà. Đấy. Còn có một con này thì rất là dài, rất chi là dài luôn em. Đấy. Dài, dày. Một mặt chữ anh em ơi. Đấy, con này thì bít tôi lời luôn.
khâu cái cán khuy khuy đồng đấy. Rồi cái này 37 anh em nha, còn tổng chiều dài của ảnh thì 26 năm đó. Đây chữ anh em dịch luôn anh em ha. Đây anh em nhìn kỹ cho em ha, chữ anh em dịch luôn. Rồi 1 2 3 4 5 6. 6 cây như thế này anh em nha. 500k. Một lô 54 500. 54 500k anh em nha. Rồi 55. 1 2 3 4 con này thì rất độ dày nè anh em. Đó, con này da bổ, nó để là stainless China anh em ạ. Đấy. Một bên này, đấy, một. Con này bị gãy cái cán mũi tí xíu nè, con này dao nó. Hai. Con này thì nó hơi xét xét anh em nha. Đấy. 3. Rồi, 4 con, này hơi miễn tí ngay đây. Đấy. Cán xấu luôn. 1 2 3. 4 con này. Rồi, 4 con này để cho anh em 200 nha. 55 200k đấy. Rồi 56 con này dày anh em nha, cán nhựa. Một con, hai con Senki này hình như chữ là chữ cài sao á. Ba con, 45 hai nhỏ anh em ơi, con này nhỏ luôn. 6 7 8 9 đấy, 9 con nè đấy, mấy con này nên về mài lại ha, mẹ góc ngay đây đấy, con này cán gỗ. Rồi 9 con này hai xị luôn đấy, 56 200 56 200k. Rồi 57 em này cán ok nè đấy, một em đó, nhỏ xinh xinh. Đây, hai con đó. Đây, nó có chữ ở đây. Con này ba lớp anh em nha. Đấy. Mét tì này em đo cho. Đây anh em. 26 anh em nha. Nói chung là nhiều khi mắt em nó bị cận, em nhìn cái không có rõ số nhỏ nhỏ đâu anh em. Đó, 14 năm cho nên em đưa cho anh em coi luôn. Con này ba lớp nè. Gần 4cm, đo chỗ này là 4 luôn anh em nha. Đó. Đây. Suzuku. Đây, con này con Suzuku anh em ạ. À. Đây, nó ghi chữ là Suzuku luôn à. Rồi con này cũng dài anh em. 17. Đấy. 4cm. 17. Này. Giờ nó bị mẻ ngay góc đây nè, anh em giờ mài lại luôn ha. 4 này nhà mini đấy. Xíu thôi đấy, 95 5 con này bình thường thôi. 6 rồi, 6 cây như thế này nè, tháng đây này, để sạch xuống chỉnh cam lại xíu nè. Đó rồi, ok rồi, được rồi. Rồi mình gần đây nè, 1 2 3 4 5 6. Đấy. Rồi 6 cây này 500k luôn em. 57 500. Rồi 58, đấy là một cây này nó cũng là chữ gì đây nè. Hơi bị xét xét ngay cái lưỡi nha. Ba lớp hai mặt chữ. Cán nè anh em. 4 cm nha. Đấy. Này 18 nha. Một cây. Còn cây này thì stainless thôi. Cán gỗ. Tổng chiều dài là 10 gần 18 luôn, hai cây. Em này bị gãy cái mũi rồi anh em. Đấy, gãy mũi rồi. Này bình thường thôi. Này dao inox thôi. Đó. 1 2 3 4 5. Có cây này là cây ba lớp thôi anh em nha. Đó. 5 cây này, đó. Rồi. 270 anh em nha. 58 270.
Rồi 59 quyền một lắc luôn. Hai con dao nhỏ. Hai con dao nhỏ nè em ơi, nhìn dễ dễ thương. Đấy. Còn con này lưỡi hơi mòn rồi nè. Nó mài cái lưỡi nó vô sâu luôn. Cái đây nữa. Cây này thì dày nha, cây này nó cũng dày lắm. Nó chữ gì á? Dài. Cán nó cũng hơi lỏng lỏng nè. 16 năm anh em ơi. Dao lỗ. Ok luôn. Này nó cũng dài nè em. Này bao dày luôn. Dày cộm luôn. Em này cắt cái gì đó. Này hiệu của From. Rồi, con này cũng dày lắm nè em ơi, cán hơi xấu nha. Đấy, mấy cái này cỏ thôi em. 2 4 6 8 10 11 cây. Rồi. Lô này 250 anh em nha. Đấy. 59 250. 59 250 luôn. Rồi, mã 60. Một cây D con 33 đó. 5 cm anh em ơi. Rồi cái này anh em giờ mài lưỡi lại ha. Rồi cái này 16 mấy nè, 16.3 nè. Chắc ra được rồi. Cán ok luôn. Sanyu H300. CS300 cai. Đấy. Này mẹ miếng ở đây. Rồi 1 2 3 400 k anh em nha. Lô này 60 400, 60 400 k dành cho em đó luôn. Rồi ba em dao nhỏ đấy, ba con dao nhỏ anh em. Đây 1 2 3 đấy, ba con này 4 5 6 7 Galaxy gãy mũi 8 9. Này cán nhựa anh em, phi đồng cán nhựa 10. Rồi lô này 200 đi anh em. 61 200. Rồi 62. Con này dày cộm luôn anh em ơi. Đó, mà nó để Made in China nè, nó dày mà nó nặng giả mang luôn. Cầm đầm tay lắm. Riêng một cái cây này không là nó hơn 2 lạng luôn anh em ơi, cầm hơi nặng nha, Vivo nè. Đó, một con Vivo. Đấy, em này dắt thép kỳ đây, một chú anh em ơi, cái này một chú thôi. Đấy, cán gỗ. Con này của cây anh em nha. Này cây, giờ mài là cái lưỡi anh em ơi. Đó, ba cây. Cái này đê này, đê con 33 nha. Nãy nhỏ em đã đóng hàng hơi ồn tí anh em. 41 anh em nha. Đo ngay chỗ đó thôi anh em. Này độ dày nó thì 6 ly mấy, gần 7 ly. Đấy. Đây nó hơi tét cái bằng đồng tí xíu nha. Rồi, nó cũng dài lắm nè. Có cái chữ gì đây nè. Rồi ok. 1 2. Rồi, lô này 470 anh em nha. 62. Mã 62. 470. 62 470. Rồi 63. Ủa sao lô này ít vậy? Đấy, lấy lô khác đi, lô này ít vậy. Đưa hai cây kia luôn đi. Rồi, ok, nó dày thôi anh em. Hai cây, đấy. Hai cây anh em ơi. 1, 2, cắt bánh mì. 3, này cán nhựa anh em nha. Đấy. Này, con này dao này nó dày lắm. 4, 5, 6 giấc. Rồi,
Cái này nó hơi xét anh em ơi. Không có chữ gì đây nè. Còn đây. Này D3. Đấy, khâu sừng. Mài lại anh em. Nó bị lủng này nè. Đó. Rồi, 2 4 6 8 cây. Đó. Rồi 430 anh em nha. Mã 63. 430 đấy. Rồi 64 đấy. Con này thì đây anh em ơi, rất là dài luôn, ở hai mặt chữ ha. Đây nè. Đây. Đây. Đấy. Cái mũi của nó thì còn mũi nha. 28 cm nè. Đo ngay góc đây thì 42 nè. Cán gỗ thì ok nha. Hơi xấu một tí thôi. Anh em giờ vệ sinh làm lại đi. Rồi, rất dài nè, một cây. Con này cũng dày lắm. Đấy, 2. Này miếng ở đây. Đấy, 3. Miếng miếng rồi anh em. Con này chắc. Đấy, 4. Năm. Con này hơi xấu nè, hai con này hơi xấu rồi. Đó. Mấy con này ba, con này xấu nè, bốn con. Con này bị miếng miếng, con này thì ok, con này ok luôn. Đó. 2 4 6. Rồi 450 luôn em ơi. 64 450k. Rồi 65. Đây. Con này nó reset anh em nha, cũng dày lắm. Một con. Này trắng tinh, 2. Này cắt bánh mì, 3. Con này cán gỗ nè. Dày anh em, điều nó hơi cũ kỹ nha. 4. Con này thì 3 lớp nè, ok nè. Có chữ ở đây. Bốn bảy anh em. Cái này 16 7. Đấy. Con này thì răng cưa. Cái này cũng răng cưa luôn em. Răng cưa mà nó dày cộm luôn em nha, này nè. Bao dày luôn. Rồi ok, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 con như thế này anh em nha. Rồi, cái này để cho anh em 380 nha. 65. Rồi 66. Một cây mỉa nè, đấy. Mỉa một cây. Này hơi rung rinh. Hơi rung cái lưỡi nha, đấy. Mấy này vô lô này lô dao nhỏ không anh em ơi. Nhỏ nhỏ không à. 4 cây. 5 cây. 6 cây. 2 4. Này nó có cái con gì đây? Búi con gỗ em. 30 em. Coi gục. Cái này rung rinh luôn anh em nha. Lô này nó hơi xấu nè. Đấy, nó tét miếng ở đây luôn nè. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cây. Rồi 170 luôn. À. Hai cái mũi rồi đó. 2, 4, 6, 8, 10, 11 cây. Rồi 170k luôn em ơi. Lô này nó hơi xấu nè, 170. Mã 66, 170. Rồi tiếp tục 67. Cây này xấu luôn em nha. Đó. Cây này thì nó cũng mòn lưỡi luôn. Đấy, 2 cây. 3 cây. 4 cây. 5 cây. 6 cây. 7 cây. 8 cây.
9 cây, 10 cây, rồi 107 luôn em. Đấy. 107 luôn em nha, mã 67 170k luôn. Đấy. Tiếp tục anh em ơi. Đấy. Đây. Con này thì sáng đẹp anh em. Đấy, con này sáng đẹp nha. Rồi. NS. Lưỡi nó hơi cong cong rồi anh em. Hai. Cây này lưỡi nó bị tét rồi. Còn cây này ba lớp nữa anh em. Chữ đây. Đấy. 3. Đấy, 4. Đấy. 1 2 3 4 5. Có một bốn cây này, còn cây này nó bị gãy rồi anh em ơi. Đấy. 4 cây. Rồi, lô này 300 anh em nha, 68 300k. Rồi 69. Cây này nó dài nha mà nó bị khoét cái như thế này nè, đấy. Nó chạy một vườn như thế này. Nó có hai mặt chữ á, đây nè, một mặt nè. Mà lắp lắp rồi. Đây nữa nè, đấy. Cán thì nó cũng hơi xấu anh em ơi. Cán hơi xấu. Này tổng chiều dài của ảnh thì gần 26 nè anh em. Chỗ này nó còn có 3 cm thôi nha. Đấy. Này nó còn có 3 cm thôi, một cây. Cây này cũng vậy. Đó, nó cắt sao mà coi như là nó như mũi thuyền đó. Hai. Đó. Đây. Cây này thì ok luôn. Đấy. Dày trộm luôn em à, cây này rất là dày luôn. Hai ly nè, hơn 2 ly một tí nè. 3 4. Cái này chú đầu bếp. Nặng lắm. 5 1 2 3 4 5, 5 cây 5 xị nè mà. Mã 69 500k. 69 500. Rồi, 70. 4 con dao này. Đấy. Galaxy luôn em nha. Đấy, 1 2 3. 4 con. Đấy. Còn con này 3 lớp nhưng mà nó cái lưỡi nó hơi mòn anh em nha. Đấy. Lưỡi nó mất lưỡi rồi nè. Đây, ngay đây còn tí à, mất lưỡi rồi. Còn cái đây nặng anh em à, dày lắm nè. Đây, chữ của anh đây. Này 29. Đấy. Này 20 25. Rồi, ok. Rồi 208 lô này nè, 70 280. 70 280k. Rồi tiếp tục 71. Một cây này đây. Cái này còn lưỡi anh em à, giờ anh em mài lại ha, ba lớp nè. Cái này móc này hơi xấu một tí, đấy cán gỗ. Dài 16 năm. Đấy. Con này bị lưỡi bị xấu rồi, bỏ đi. Đấy. Cái này mất cái lưỡi anh em à, đấy. Mất lưỡi. Hai mặt chữ luôn em nha, đấy. Đây, cái này sáng đẹp. Cỏ luôn. Đấy. Này cỏ luôn em. Đấy. Còn bộ cỏ 2 4 6. 6 em này. Đấy. Cỏ hết anh em ơi. Rồi để cho anh em 6 con này 300 nha. 71. 300. Rồi. Một em bé TT. Đấy. Cha đi mát. Con này. Mấy con này thì nó sáng nó không xét nữa. 2 3 4 5 6. Rồi 6 con rồi. Rồi 6 con này. 6 con như thế này anh em nha, 108 luôn. Đấy. 72 180. 72 180. Rồi 73.
một con này sáng anh em, mấy con này sáng nha, hình thức còn ok. Đấy. 2 3 4 5, con này cán nó hơi xấu anh em. Đó, 2 4 5, rồi 5 con này 200 luôn em nha. Đó. Và cây này thì đây hơi dày nè, cây này nó hơi dày nha, 3 lớp nè, đều cán nó xấu, 35 gần 16 anh em nha, gần 15 8. Đấy, con này cũng mắc mắc mờ a sơi đó, mờ a sơi mắc dày 19 cm nha. Đây này của cai này của hãng gì đây nè. Rồi 5 cây 2 4 5, 400 luôn em nha. Rồi tiếp tục còn 2-3 lô nữa nè, cây này sẽ dày giả mang luôn em ơi. Đây nè, 22 cán hơi xấu nha. Đấy. Còn cắt thì 4 hơn 4 cm tí. Con này con nó dày nè. Đấy. Gần 3 ly luôn em nha. Hả? Bao dày luôn. Một cây. Cán nhựa. Này cũng dày lắm. 2. Cái này thì xét 3. 3 lớp anh em nha, cán nó cũng hơi xấu nè. Đấy. Mất luôn chữ chữ nghĩa hồn mất luôn hết rồi. Đấy. Đây. 4. Con này 5, đây chữ đi mất luôn. 6 cây, đấy. 2 4 6. 6 em này. Rồi 400 luôn em nha, 75, 400. Rồi cái này không xét đấy, cán gỗ không xét, cán gỗ 2. Con này khi đồng luôn anh em, không đồng luôn, dày mất luôn chữ rồi đấy, không đồng dày gần 37 anh em, dài là 19 năm đấy. Còn con này bổ dưa hấu nữa anh em, select gì đây đấy, bổ dưa hấu này. Con này hai chú đấy, dày. Rồi 5 cây này anh em nha, 5 cây này 450 anh em ơi, 76 450 76 450. Rồi lô cuối cùng luôn anh em nha, đây 1 2 3 4 5. Cây này của gì đây, nãy có 1 cây anh em, cây này bao dày luôn anh em nha, này 3 nè, dày cộm luôn. Rồi cái này 22 nên mà đó, tới cán 22 hơi mẻ anh em nha. Đó, mài lại 4 cm nè, này nó dày lắm. Rồi 2 cm luôn, một cái, hai cây, cây thứ hai chứ, cây thứ ba, cây này 3 lớp luôn em nha. Đấy, cây thứ ba, cây thứ 4, em này cũng 3 lớp luôn. Đấy, em đo đấy, cây này 4 cm này. Đấy, 4 nha, này 16 37 16, hai cây như nhau. Em này tí xíu siêu luôn. 9 là 95 anh em ơi, cái này 35 nè. Tí 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 thôi. 1. Hai cây 3 lớp nè, đó. Cây đi 3 nhỏ với lại cây này bự anh em nha. Còn một cây này. Đó, 2 4 5. Rồi, 5 cây này 650 anh em ơi. 77. 650. Đấy. Rồi hết anh em ơi, hết cái phần dao, bây giờ qua công cụ anh em ơi. Đấy thì công cụ để xơi ra. Rồi đưa cái này. Máy phun nước nóng anh em ơi. Đó. Máy rửa nước nóng mất chắc test công cụ không được quá, tại nhà em đang cúp điện anh em ơi. Đó.
đang bị cúp điện, anh đang xài máy nổ, mà máy nổ em nó chỉ là để wifi với lại test mấy máy bình thường, mấy máy mà nặng quá là coi như nó không có đủ á. Từ để nghiên cứu lại cái đó, dám dùng cái điện nó nháy nè, rút bóng điện ra đây em, lên rút ra. Rồi thì con này đấy, ca chết nó bị thiếu đồ anh em nha. Đó, này nè, đó, bóp nè, con này nó bị thiếu cái nắp dặn vô á, thiếu cái nắp dặn ca chết. Madin ghép 50 anh em ơi, đó, Madin ghép 50 1500W lần, con này nó hơi nặng, nặng điện anh em, đó, thì bấm nó lên nha, đấy, quẳng màu sáng, bao ship bao sóng nha anh em, còn phần còn lại anh em về tự test nước, đổ nước vô lại kiếm cái nồi nắp bằng lại anh em ơi, đấy, rồi con này để cho anh em 400k nè anh em ơi, đó, mất cái đồ nha, đó, bao ship bao sóng, còn anh em về tự dọn giúp em ha, đó, ghép 50 luôn, đã 78 400. Tiếp tục mất bà là cái công tắc rồi anh em, con này mất cái công tắc rồi nha, Madin China hơi hở này nè, 1250W đấy, con này nó 1250W anh em nha, mất cái công tắc rồi. Giờ gắm điện vô test cũng có được đâu anh em ơi. Đây nè, công tắc này nó bị gãy rồi. Đấy, ca chết. Rồi, con này xác luôn, bấm bóp ngay đèn miếng nữa. Đấy, cho anh em về nghiên cứu luôn, dọn lại ha. Đấy. 400 anh em nha, bao ship cho anh em. Rồi, mã 79 400k. Đấy, thôi được rồi. Test ngay đèn miếng, đấy. Đây anh em ơi, còn đợi đầy đủ trong này nè, 479 400 luôn. Rồi con này là con chiếc xuồng, nó bị hở ra như thế này anh em tháo ra luôn cho anh em luôn bây giờ. Công tắc đâu ta? Đây, gắm cho thử chạy không? Tàn thôi, chưa phới đâu anh em ơi. Vẫn chạy bình thường ha, em test ra làm đôi luôn cho anh em luôn. Đó. Còn dính con ốc này nè, có cái motor, đấy motor này anh em, rồi còn nhiều quá nhiều anh em, anh em về dọn lại nha, con này tên đâu ta, rồi nói chung là còn sống á, máy chạy rồi đó, anh em về bắt ốc lại rồi bỏ dồi rồi vô ha, đấy rồi con này để cho anh em 430 đi, đấy. Okay. Đấy, sáng nay em lên mấy con bị thương binh luôn anh em ơi. Đấy, con này bị mất một bánh nè, bị mất một bánh Iris Oyama ở trong này, còn nói chung là đa số ở trong này nó còn rất là ok luôn. Đấy. Đây bị cái test ở đây nữa, nó bị mất một bánh, đây là test cái này luôn ha, test cái vỏ rồi, bị test vỏ rồi anh em, vẫn chạy nha. Nặng 6,5 kg luôn anh em ơi, quẳng chạy anh em nha. Đấy. Rồi con này thương binh mất một một bánh nè, cái đây đấy, nhưng mà quẳng chạy anh em nha, quẳng chạy bình thường Iris Oyama, đấy nó quẳng chạy bình thường. Rồi con này để cho anh em 500k nha, đấy nặng lắm, to nặng bao ship rồi nè, xếp cái dọn này này, hàng 81 500 luôn, hàng bao ship rồi anh em nha, 81 500 đi luôn. Rồi qua mấy cái sạc bình nhỏ nhỏ này thôi anh em. Rồi lên điện hết nha, lên điện hết, nó còn hai này biết có lên lửa không biết, cái kẹp này nó bị có anh em ơi, nhưng mà nó nhẹ anh em ơi, có nhưng mà nó nhẹ, có lửa nhưng mà nhẹ, rất là nhẹ nhàng đó, đó anh em thấy không, đó có lửa anh em nha, đó
Rồi, anh em về tự nghiên cứu sạc giùm em ha. Test em là chờ test tới đó thôi nè. Đó. Thôi móp móp ngay đèn miếng nè. Nặng anh em ơi. Anh thích battery đây. Đẹp. Rồi con này 250 anh em nha. Đó. Mã 82 250k. 250 luôn. Ok đi luôn nha. Rồi con này 83. Có điện anh em à. Nè. Có điện nha. Nè. Có lên điện. Mà test này là biết cái gì đâu mà quên đi nhá. Đó có lửa anh em nha, đó. Có lửa. Đấy, con này ok luôn, lửa chẹt 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 chẹt. Đấy. Con này đẹp hơn anh em nha. Đây nè, càng kiết đồ là ok hết, không mớp không méo, được con cái là màu đen luôn. Đấy. Rồi, con này 300 anh em nha. Battery mã 83 300k đấy. 300 anh em. Con này mất màu gì em không biết luôn em nha. Đấy. Mất pin rồi nè. Mất cái nắp pin rồi. Hình anh em nào mà quen anh nếu mà con này nó màu xanh đi thì được. Đấy, màu xanh là ok ha. Nó còn màu đỏ là cũng chịu luôn. Nó cái màu này nó không có nói lên được điều gì ở ngoài đây anh em ơi. Đấy, em còn chưa test luôn, bán sát luôn cho anh em về tự nghiên cứu luôn ha. Đấy, một con bắn tia laser rồi 250 luôn. Đấy. 250k. Mã 84 250. 84 250. Đây tiếp tục là một con laser nữa nè anh em. Đấy, pin này, pin tiểu nè. Nó bị dơ nè. Màu gì kệ nên anh em ơi, giờ mua sao bán vậy anh em ơi, cứ nhập giờ bây giờ là cứ sao lại bán vậy à. Hên xui. Em chơi hên xui thì coi như là em mua hên xui thì giờ em bán hên xui luôn. Đấy. Này, công tắc con này mất cái kính anh em à, con này hơi xấu trong này nha. Đấy. Két nó vỏ ngay này tí xíu. Rồi con này anh em nào thích hên xui thì 180 đó. Mã 85 180. Rồi ok. Rồi con này 86. Rồi điếc luôn em. Nó rung rung anh em à. Nó rung rung thôi. Đó. Nó rung không chạy nổi anh em ơi, con này chạy không nổi. Chạy không nổi, hơi dơ. Rồi, em này điện 100V. 2 xị, đấy. Anh em về tự dọn luôn ha. 200. 86 200. 87. Rồi. Bớt rồi. Điện này mở cái sao ta? Này nó rung rung luôn em ơi, nó chạy không nổ nè. Đó, rung rung chạy không nổ thì 2 xị luôn nè. Rồi 87 200 luôn. 87 200, bơm nước anh em nha. Em bơm nước này nhỏ gọn thôi. 87 200k. Đấy, ok đi luôn nha. Rồi tiếp tục con này là con chú kiến. Em này có lửa anh em nha. Đó, lại cái bộ đồ đầu thì nó bị thiếu, có lửa. Bộ đầu thiếu. Rồi anh em về xác con này anh em về dọn lại luôn giùm em ha. Rồi hai xị con này luôn. Mã 88 200k. 88 200. Đấy. 89. Rồi chạy cái đứng luôn anh em ơi. Này phải chơi búa à. Đó. Em thấy không? À, máy nhà em á là một khi em cầm búa lên là nó rất là sợ. Nói chứ đợi lâu quá nó kẹt thang anh em ơi. Đó nó kẹt thang á, mình đập ra cái nó nhả ra nó mới chạy được. Đấy bây giờ nó chạy ngon lành cành đào luôn, không lửa luôn nè. Mất luôn cái cử luôn rồi anh em ơi. Con này mất luôn cái cử luôn rồi. Rồi con này 230k cho anh em nha. Mã 89 230.
Đấy, mắc cử nhưng mà còn đầu dặn lưỡi anh em nhá. Con này là con cưa kiếm, mắc cử còn đầu dặn lưỡi. Đấy. Rồi, 90. Con này đầy đủ nè, nhưng mà bị kẹt anh em à, kẹt thang đây nè. Nó rung rung nè. Đó. Đó, đầy đủ, kẹt thang. Con này tháo ra dọn lại luôn anh em. Đấy, đầy đủ nè. Rồi, con này sát cho anh em 200 luôn. Cưa kiếm. Đấy. Mã 90 200k. 90 200 đấy. Rồi mấy con này. Con búa anh em ơi, đấy con này con búa mất cái nhanh chậm nè. Đầu kẹp 13. Đấy, rồi sát con này 150 cho anh em luôn. 91 150k nha. Đấy. Sát luôn. Cái này anh em về tự dọn lại giúp em nha. Đấy, tự test luôn. 91 150 luôn. Con này 92. Cũng có búa luôn anh em ơi, đầu kẹp 13 nè. Đấy, có búa này. Đây con này nó thấy nó hơi dính nước nè anh em ơi. Đấy. Giờ tháo ra dọn là 150 bao ship luôn. 92 150. 92 150k luôn. Đúng rồi. Đây đi. Đưa mấy con tỉ hàng rào qua đi em ơi. Mấy con này nãy qua nhiều lắm rồi. Đưa mấy tỉ hàng rào á. Tiễn rào bùi dạo này đang hot á, tiễn rào cứ xích đồ á. Mày tầm mười mấy con cho em gửi ra. Rồi một con kẹt anh em nha, kẹt. Nó không chạy, vì dính công tắc luôn. Rồi con này 80 anh em nha. 80k một con máy. 93, 80. Đấy, nó bị kẹt anh em, Ruby nha. Đó, bị kẹt anh em tháo ra dọn lại luôn. Anh em vừa xin là cái lưỡi nó sẽ chạy nha. Đấy, rồi con này Makita 80 luôn, không chạy luôn em. 94 bị kẹt này nè, vô lắm em ơi. 94 80 này nó không chạy luôn em, bú rồi. Để cái lưỡi rồi không chạy luôn. Đó, con này cũng hình thức đẹp đây nha. Rồi 80 luôn. Rồi con này thì nó bị cũng không chạy luôn, nó bị hở ngay đây anh em ơi. Nãy giờ dặn ốc lại ha. Rồi anh em tháo ra luôn Makita luôn, rồi 80 luôn em. Đấy, cứ không chạy là 80.000 con nè. Sao con nào không chạy, đưa test lại một con coi. Đủ điện không vậy? Con này hơi xấu xấu anh em ơi. Nó chạy nhưng mà hơi xấu xấu. Đấy rồi 80 luôn em. 97 80 luôn cho anh em gom đơn luôn. Đó. 97 80 luôn. Rồi con này Lee Flex 130 anh em nha. Đấy, chạy ok. 98 130 luôn. Lee Flex làm dài 30. Rồi ok. 98 130. Rồi con này cưa xích của Shindawa. Không chạy luôn em. Rồi con này hình thức còn đẹp nhưng mà nó chạy anh em nha. Đấy. Đủ điện rồi, mã 99 thôi em ơi, để chờ có điện test em ơi. Rồi con này để anh em dây điện rất dài nha anh em nha, 230k đi. Đấy, sát luôn không chạy. Để em test con này con nhỏ nhỏ. Kẹt luôn nè anh em. Đó. Xích nó hơi xấu nha, làm 150. Rồi con này hình thức còn đẹp. Giờ tháo xích ra anh em, nó cứ ngắt ra nè. Nó chạy không nổi đâu. Rồi con này 200 luôn. Rồi mã 100, giá 200k. Thôi kết thúc chương trình đi anh em ơi. Đấy, tại vì điện bóp nó không có đủ anh em. Cho nên là thôi quay nhiêu đó thôi. Đấy. Rồi sáng hôm nay
Thì em xin kết thúc video ở đây. Chúc anh em một ngày chủ nhật nhiều niềm vui nha. Rồi chào tất cả anh em.